Tôi đang khám cho một bệnh nhân mà tôi thấy hay quá, tôi phải dừng lại tôi làm clip cho các bạn đây nè. Thì cô bệnh nhân của tôi đi khám ở bệnh viện CR, là một bệnh viện nhà nước. Thì cái kết quả siêu âm của cổ là nang vú hai bên, và trong đó có một cái nang khoảng 4 cm. Rồi mới mấy ngày hôm nay là cổ mới thấy tôi, thì cổ mới tới đây sau khi cổ tốn hết 16 triệu để xử lý cái nang này. Đối với những cái tình huống nang này, điều trị nó không có khó các bạn ơi, chỉ cần cái kim rất là mảnh thôi là bác sĩ Ngọc làm ngay tại trên giường luôn. Mà bây giờ các bạn có 5-7 cái nang như cô này đi, nang nào nang nấy bự thì chi phí nó cũng không quá 1 triệu nếu như mà bác sĩ Ngọc rút. Nhưng mà cô này thì cổ khám ở trong bệnh viện đó thì cổ được có cái chỉ định gọi là đốt nang. Mà tôi nghe tôi cũng phải hỏi sâu lại cho cổ là đốt nang là cái gì, tại trước giờ ngay bệnh viện ung bướu luôn, với tôi đọc sách nước ngoài tôi cũng không thấy có cái chủ đốt nang nữa. Rồi hồi đó cái nang to nhất nó nằm đây đúng không? Đây nè. Rồi rồi giờ chị nói kể lại cho bác sĩ Ngọc nghe coi là đúng rồi nang không. Tôi vừa mới siêu âm cho cổ thì tôi cũng thấy nang không, không có bú. Nang mà đốt đó là một cái điều rất là vô lý, tại vì chỉ cần kim là rút xẹp à. Mà tôi cũng đã có rất là nhiều clip tôi làm để rút nang rồi đó. Chị khám trong bệnh viện ung bướu là ngày quên, chị khám ở bệnh viện kia kìa, bệnh viện CR là ngày tháng 1. Rồi thì chị nói sao, bác sĩ chỉ chị ra ngoài đốt hả? Chỉ định đốt luôn, là nhập viện vô là để đốt luôn á, nhưng mà em không có người nhà nuôi, tại vì đốt phải 3 ngày, 3 ngày mới được xuất viện, mà em không có người nhà nuôi, thành ra bác sĩ trong đó phòng mạch, bác sĩ làm cho em luôn. Tức là làm ở phòng mạch, tại rút đốt mà đau không, rút đốt có gây tê không? Dạ có, gây tê 3 lần, rồi mặt tim máy nó xong. Thì ban đầu tôi nghe cái khái niệm đốt nang vú lạ quá, tôi mới hỏi hoài, tôi hỏi tôi ráng tôi gặng hỏi cổ là chỉ có rút hay là đốt hay là hút chân không, thì cổ nói không đốt mà khói lên xèo xèo, khói lên xèo xèo luôn. Rồi thì bây giờ cái hậu quả nó là gì, cái vùng đốt của cổ đó, nó phỏng các bạn, nó mô vi mô sơ nó rất là ghê luôn. Bây giờ tôi không có thể nào tôi cho các bạn coi lên cái ngực cổ được, tức là cổ vẫn cứng, chị thấy đây vẫn cứng đúng không, vẫn cứng á. Trong khi nếu mà rút chỉ có rút nang một cái kim rất là mạnh, rút ra xẹp lép mềm xèo ở chỗ đó luôn, không hề một cái vấn đề gì hết. Còn mà cô đây nè, rồi ở tôi rờ thấy một cục thì bị phỏng các bạn. Điều trị cái nang mà đốt thì bây giờ sao, nang thì không còn, chỉ để rút những cái nước thôi, bây giờ nang thì không còn, mà còn cái gì, còn mô phỏng, mô viêm, mô sẹo, mô sơ, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Rất là cứng, cứng lắm. Đâu nhờ cô này ra nè, chị ra đây, chị ấn ra cây cổ nè. Đây có một cái cô khác cũng ngồi cũng chuẩn bị khám này, cho cô ấn nè. Chị qua đây đi chị. Nè, cô sau khi cô đốt là chị rờ ngực cổ nè, cứng ngắc luôn. Giờ, bây giờ là cứng như đá luôn các bạn. Cô này cô rờ vô cổ báo với bác sĩ Ngọc là cứng như đá. Rồi vậy thì bây giờ sau cái clip này thì tôi muốn nói lên các bạn như thế này, là chắc chắn là cái ca này đã xử lý quá lố, không có, đó không phải là đốt nang, không có nang là không có đốt, nang xử lý của nó rất là đơn giản luôn đó. Và bây giờ sau khi xử lý quá lố để làm chi, thu một cái số tiền khủng khổng lồ 16 triệu chứ đâu ít gì đâu các bạn. Và bây giờ để lại cho cổ một cái cục phỏng bằng góc tư của cái vú luôn, cứng ngắc luôn. Rồi bây giờ là cổ tới đây để tôi xử lý cái cục phỏng đó cho cổ đây nè. Rồi thì những cái nang khác vẫn còn các bạn, những cái nang nhỏ hơn là vẫn còn. Cho nên là clip này thì hy vọng là các bạn chia sẻ cho những người, cho những bạn mà có nang, hoặc là người nhà mình có người cũng có nang vú á, biết là xử lý cái nang là cái bọc nước rất là đơn giản, không có khó. Còn nếu mà một cái nang mà rút và nó phình lại, rút rồi một thời gian sau nó to lại, là mình đi tiếp cái bước tiếp theo là mình tiêm cồn. Tiêm cồn tuyệt đối là cái vách nang á, nó sẽ bị sơ hóa, nó xẹp lại luôn, nó không tạo nang nữa. Đối với những tình huống mà một nang mà rút tới rút lui mà nó không xẹp. Nhưng mà không phải là nó bị lại liền, nếu như rút không không xẹp vài tháng sau nó lại bị lại, thì trường hợp đó là tiêm cồn, mà chi phí tiêm cồn thì cũng 5 triệu đổ lại thôi các bạn. Cho nên là nếu mà đứng trước một cái chỉ định
phải làm một cái gì đó tốn tiền, các bạn tạm thời dừng lại đi, đi tham khảo thêm một hai bác sĩ nữa nha, thì mình mới chọn được cái bác sĩ mà có thể cung cấp cho mình một cái hướng điều trị hiệu quả nhất, ít tốn tiền nhất nha các bạn. Chị làm nghề gì vậy? Phụ hồ. Phụ hồ đó. Rồi cổ đâu có tiền đâu mà cũng cũng có 16 triệu đóng luôn. Ừ. Ứng hả? Ứng lương hay sao? Dành dụm. Rồi dành dụm có nhiêu là xài đốt hết trơn luôn rồi, đâu còn nhiều tiền nữa đâu. Rồi cổ phụ hồ đó các bạn. Cổ đâu có điều kiện kinh tế đâu. Rồi bây giờ để tôi sẽ khám và tôi rút những cái nang còn lại cho cổ. Rồi bây giờ tôi rút nang là tôi cho các bạn xem cái dịch nang nha. Cho nên những cái tình huống này á, tôi không có làm clip để tôi nói cho các bạn thì các bạn sẽ không có biết. Nhưng mà tôi mà nói á, nói ra như vậy á, thì là cũng cái trang với lại cái kênh của tôi nó cũng bị report á, kéo đi. Rồi. Chứ không phải là được một nang rồi đó, tôi rút được nang cho cổ rồi đó. Vậy thôi đó chị. Xong rồi đó chị. Tiếp một nang nữa nè. Này thôi tôi rút giùm cho chị nha, không có tính tiền. Bị tốn nhiều tiền quá rồi. Cái nữa, đây cái nữa đây. Rút được một cái rồi, để rút thêm một cái nữa là cho coi chứ cái nước. Nó đơn giản vậy thôi à. À, rồi có bạn nói với tôi là bác cứ nói vậy hoài coi chừng người nọ người kia sẽ phá. Nhưng mà bây giờ không có cái người để nói thì làm sao cho nhiều người biết đây. Bây giờ thì mình cũng không thể nào biết được đâu. Các bạn cứ là một trước một cái chỉ định phải tốn quá nhiều tiền, các bạn đi tham khảo thêm vài ý kiến nữa đi. Đây nè, cái nang của nè, đó là tôi rút rồi nè, còn hai cái nang như đây đó. Nếu mà cái nang này là tôi rút nó cũng vậy thôi, rút sạch lép thôi. Rồi cho cổ qua bên kia mặc đồ. Bây giờ cho cổ thuốc mềm trước nè, mềm cái mô sơ cho cổ trước nè.